nhân vật phản diện của chúng ta không ai khác chính là lục đằng anh đi phía trước dặn dò những kẻ còn lại tốt nhất là đừng chạy lung tung tôi không thể cứu bạn nếu có bất kỳ cái bẫy nào được kích hoạt những người ở phía sau không ai khác chính là đám người đại thạch trần lập cũng bám sát theo sau trần lập khi này cũng nhận ra lục đằng anh tự hỏi lục đằng có phải là thành viên của tộc đá khổng lồ không chẳng lẽ anh ta là một nội gián đã được cài cấm từ lâu trần lập nghĩ đến đây thì tự bắt bỏ không 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 có vẻ như nền văn minh của tộc đá khổng lồ chưa đạt đến trình độ phát triển như vậy nhưng tại sao anh ta biết được vị trí của những cái bẫy chẳng lẽ lúc đó anh ta đã nghe lén cuộc nói chuyện của ta với thạch cốt thay vì bây giờ lao vào giết những kẻ này tốt hơn hết ta hãy xem chúng muốn gì trước lúc này đám người đá khổng lồ trên mặt hiện lên sự mệt mỏi sau một chặng đường di chuyển khá dài khi này một tên đá khổng lồ ngồi xuống vì mệt mỏi càm giảm không không tôi thực sự không thể đi được nữa từ đang nhìn lại thúc giục chúng ta sẽ đến khu trại ngay sau khi leo qua ngọn núi này ngươi không muốn tự tay giết chết vua trần lập sao khi này một tên khác cũng mệt mỏi lên tiếng từ khi xuất phát chúng ta đã đi một ngày một đêm lần trước đến đây chúng ta chỉ mất nửa ngày tất nhiên không có vấn đề gì khi chúng ta có thần lực nhưng chúng ta đã mất đi thần lực rồi khi này đoàn người cũng bắt đầu ngồi xuống nghỉ ngơi tử đằng lại nói ta đã thử mọi cách có thể để đưa các ngươi đi đường tắt nhưng không thể thực hiện nói đến đây tử đằng chỉ tay lên đỉnh núi các ngươi nhìn thấy nơi đó không luôn có người canh chừng ở đó đội tuần tra cũng sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào sớm muộn gì họ cũng sẽ tìm thấy nếu chúng ta ở đây ngoài ra trong số chúng ta còn có một người đàn ông to lớn dễ thấy ta không muốn được chôn ở đây với các người nếu không kiên trì được thì hãy quay về làm nô lệ tử đăng lại một mình đi về phía trước tử đăng vừa đi vừa nghĩ chỉ cần đi bộ thêm một đoạn nữa là ta sẽ đến được khu vực bẫy đến lúc đó kế hoạch của ta gần như đã hoàn thành đại thạch có vẻ không vui nói ban đầu ta dự định một mình thách đấu vua trần lập việc của ngươi là đảm bảo những người khác không gây cản trở cho ta nếu lần này sự việc thành công ngươi muốn quay lại bộ tộc ta hứa sẽ thay mặt ngươi cầu xin mụ phù thủy khi này đám người đá khổng lồ đều tiếp tục lên đường một tên đá khổng lồ lại nói tiểu hổ chúng ta đi thôi anh em ta không thể chứng kiến bọn họ chết trước mặt mình dù sao nếu không có hai anh em chúng ta thì họ sẽ không thể làm được gì cả đúng không vâng anh trai nói đúng khi này ở khu vực lửa hiệu a côn đang canh gác lúc này anh cũng phát giác có người đang đi lên đỉnh núi có vẻ như có ai đó đã đột nhập vào khu vực bẫy họ có phải là những kẻ lang thang đói khát không nhưng khi đoàn người tiến đến gần hơn thì a côn nhìn thấy tử đằng tại sao anh chàng này lại ở đó anh ta nên biết con đường nào lên xuống núi an toàn khi này a côn vội vã hét lên xin chào tử đăng đừng đi xa hơn nữa anh đang đi sai đường khu vực đó có bẫy hãy quay lại theo con đường anh đã đến những tên đá khổng lồ khi này hốt hoảng chết tiệt chúng ta đã bị phát hiện bây giờ rời đi cũng chưa muộn hãy nhanh chóng quay về tử đăng trong lòng lo lắng tại sao hôm nay a côn tốt bụng lại canh gác ở ngọn núi phía tây này nếu là người khác họ sẽ không bao giờ hét to để cứu ta thay vào đó họ sẽ cử đội tuần tra để bắt giữ tất cả bọn ta vì tội xâm nhập. Để bắt được bọn này, ta chỉ có thể dựa vào những cái bẫy ở gần đó, sao cũng được, chỉ cần kích hoạt một cái thôi, vừa nghĩ tử đằng vừa lao nhanh về phía đám người đá khổng lồ. Sau đó anh chủ động kích hoạt một cái bẫy hố, mặt đất lập tức sụp đổ, toàn bộ đám đá khổng lồ và tử đằng đều rơi xuống hố. Ở trong hố những cọc gỗ sắt nhọn đâm xuyên qua thân thể của bọn họ, trong chớp mắt tất cả đã không còn động đậy. Tử đằng bị thương không nhẹ nhìn về những tên đá khổng lồ, chỉ cần có thể để lại một người sống sót là được rồi, nhà vua sẽ có cách nào đó để tìm ra thông tin nội bộ của tộc đá khổng lồ đội tuần tra các cậu phải nhanh chóng đến đây tử đăng dần dần hôn mê hình ảnh mà anh nhìn thấy cuối cùng lại là trần lập cảnh chuyển đến một thời gian sau khi này toàn bộ những người trong hố đã được đưa lên trần lập cũng dùng thuốc để chữa vết thương cho bọn họ nữ hoàng có vẻ lo lắng có thực sự không cần phải trói tất cả những người này lại trần lập gật đầu không không cần ta chỉ đưa cho họ lượng thuốc vừa đủ để cứu mạng họ hiện giờ bọn họ đã rất yếu do không có sức mạnh của phù thủy ban cho cho nên dù có tỉnh lại cũng không phải là mối đe dọa nữ hoàng lại tức giận hơn những thành viên của tộc đá khổng lồ có thể được xử lý theo ý muốn của anh nhưng hãy để tôi dọn dẹp những kẻ phản bội cho anh những kẻ phản bội nhất định phải chết nói đến đây nữ hoàng vung roi về phía tử đằng đang nằm bất tỉnh nhưng khi này trần lập đã vội vã đến ngăn cản chúng ta không nên vội vàng định tội anh ta như vậy ta muốn hỏi anh ta một lần nữa sau khi tỉnh lại lúc này hải hổ cũng không vui lên tiếng vua ngay cả khi ngài muốn giữ một người sống sót để thẩm vấn thì cũng không cần thiết phải cứu sống tất cả bọn họ thạch cốt cũng đồng ý với ý kiến của hải hổ anh cảm thấy sử dụng thuốc thần quý giá để cứu bọn họ là một chuyện quá lãng phí trần lập nhìn về đám người đá khổng lồ nói việc cứu tất cả bọn họ không phải là một hành động thể hiện sự tử tế của ta đây là những kẻ có trái tim cao ngạo muốn chúng phản bội lại bộ tộc của mình là một chuyện không đơn giản mặc dù bọn họ đã bị chủng tộc mình đối xử như nô lệ nhưng theo ta biết thì những người này đối xử rất tốt với nhau vì thế ta chỉ cần cứu sống tất cả bọn họ chỉ cần giữ họ làm con tin thì tên đại thạch sẽ dễ dàng nghe theo lệnh của ta. Hơn nữa lúc trước hắn đã hứa với ta sẽ không giết những người trong bộ tộc nếu ta bại trận, bây giờ ta tỏ ra một chút thương xót với người của hắn cũng là bình thường. Ngoài mặt thì như thế, nhưng trong lòng Trần Lập khi này đã rất đau lòng, đối với lũ mang dợ này ta đã tốn rất nhiều tài nguyên, gần như đã sử dụng hết thuốc cầm máu, nếu bọn họ không cung cấp được những thông tin tình báo quan trọng thì ta sẽ thiệt hại rất lớn. Khi này Trần Lập ra lệnh, các ngươi hãy đưa Tử Đằng về nhà để anh ấy hồi phục hãy báo cáo cho ta ngay lập tức khi anh ấy tỉnh lại thạch cốt gật đầu vua hãy yên tâm tôi sẽ làm tốt việc này thạch cốt đưa tử đằng đi thì a dục quan sát thấy đại thạch dường như đã tỉnh lại trần lập cũng bất ngờ về tốc độ hồi phục này một lúc sau trần lập và đại thạch cũng đã có một cuộc nói chuyện riêng sau một lúc trần lập bất ngờ hỏi lại ý của ngươi là chưa có ai thực sự nhìn thấy phù thủy của bộ tộc và người đó truyền đạt mệnh lệnh của mình thông qua một cô bé đại thạch gật đầu nói thêm đúng vậy ngay cả những hoạt động hiến tế quan trọng cũng do cô bé đó thực hiện Cô tự nhận mình là sứ giả của phù thủy và là người duy nhất miễn nhiễm với lời nguyền. Trần Lập thắc mắc về lời nguyền thì được đại thạch giải đáp. Theo cô gái nói, thì cơ thể của phù thủy vướng phải một lời nguyền khủng khiếp, bất cứ ai đến gần phù thủy đều phải chết, bởi vì chúng ta đều tận mắt nhìn thấy thần thông của phù thủy, nên chúng ta đều không dám nghi ngờ lời của cô bé, thậm chí không có người nào dám canh gác gần hang động. Nếu ngươi đã nói như vậy, ngươi có dám thực hiện một vụ ám sát không? Chỉ có điều vua mới của các ngươi trông có vẻ. Trần Lập nói đến đây thì đại thạch đã lên tiếng ý ngươi nói về cự nhân sao nghe đến cái tên kỳ lạ này trần lập có chút bất ngờ đại thạch lại nói đó là tên của anh ấy trước khi trở thành vua anh ấy thật sự là một người rất mạnh mẽ đặc biệt là sau khi được ban cho sức mạnh anh ấy đã trở thành một người bất khả chiến bại nhưng tất cả sức mạnh đều phải được duy trì thông qua nghi lễ hiến tế máu hàng ngày khi hiến tế máu cần phải đốt lửa vì thế vào những ngày mưa gió không thể tiến hành hiến tế vì thế không ai nhận được sức mạnh ngay cả vua đá khổng lồ cũng không nhận được sức mạnh đó cũng là lúc toàn bộ tộc trở nên yếu nhất Trần Lập ngay lập tức nhận thấy vấn đề, nếu như thế thì điểm yếu của các ngươi đã phơi bày rất rõ ràng, vậy các ngươi làm sao để không bị những bộ tộc khác tấn công? Đại Thạch chậm rãi nói, vì đường núi rất khó đi, ngay cả những người trong tộc cũng sẽ không ra ngoài vào những ngày mưa, nên những bộ tộc khác không thể tấn công. Ngoài ra trên núi trời mưa còn kèm theo gió rất mạnh, vì vậy chúng tôi có thể che giấu bí mật của mình lâu như vậy. Trần Lập thầm nghĩ, đây hoàn toàn là những thông tin quan trọng, người ngoài sẽ không bao giờ biết được. Trần Lập thở phào, sau đó đưa tay về phía Đại Thạch, bây giờ ngươi đã từ một nô lệ trở thành một kẻ phản bội tộc đá khổng lồ không thể chấp nhận ngươi nữa đại thạch suy nghĩ một chút sau đó hất tay của trần lập ra đại thạch tức giận đứng dậy nếu người khác hỏi tôi về những vấn đề này ngay cả khi họ bắt người của tôi làm con tinh tôi cũng sẽ không nói gì nói xong đại thạch tức giận đấm vào thân cây sau một chút bình tĩnh anh lại nói tôi không biết là bản thân bị anh ám ảnh hay là anh có gì đặc biệt tôi lại không muốn giấu bất cứ điều gì khi anh hỏi trần lập khuôn mặt nhăn nhó thầm nghỉ anh hai ơi thời đại này vẫn chưa có dầu an đâu trần lập mỉm cười nói ngươi đã yêu ta sao đại thạch tức giận túm lấy trần lập ta sẽ giết ngươi giết ngươi ngay bây giờ trần lập mỉm cười ta chỉ đùa thôi đại thạch lại nói cảm ơn ngươi đã đuổi những người khác đi trước khi đặt những câu hỏi này giúp ta giữ lại một chút phẩm giá cuối cùng với tư cách là một kẻ phản bội nhưng ta từ chối gia nhập tộc tân thủ trần lập lại mỉm cười được rồi ta không ép ngươi sau khi người của ngươi lấy lại được khả năng di chuyển thì có thể rời đi bất cứ lúc nào ta hy vọng lần sau gặp nhau chúng ta không còn là kẻ thù nữa nhân tiện ngươi thật sự yêu ta sao đại thạch lại tức giận đòi giết trần lập một lần nữa nhanh chóng năm ngày trôi qua mọi người trong bộ tộc vẫn đang bận rộn với công việc thường ngày cũng như chuẩn bị vũ khí cho trận chiến sắp tới tử đăng cũng đang vui vẻ giúp đỡ trần lập dường như vấn đề đã được giải quyết tử đăng đang giúp trần lập nung củi lấy than trần lập đang chế tạo thuốc nổ từ lưu huỳnh muối tiêu và than anh bảo tử đăng tiếp tục lấy than cho mình sau khi tử đăng rời đi a dục tiến đến gần trần lập vua ngài thật sự tha thứ cho anh ấy như vậy sao trần lập mỉm cười cái gì gọi là tha thứ anh ấy chỉ giả vờ phản bội bể bắt sống đám người đó lấy thông tin đáng lẽ chúng ta nên ban thưởng cho anh ấy thưởng cho anh ấy sao a dục có chút bất ngờ trần lập lại nói ta tin anh ấy dù sao anh ấy cũng từng liều mạng để cứu ta hành động đó của anh ấy không phải là giả tạo trần lập thầm nghĩ với suy nghĩ của người nguyên thủy làm sao anh ta có thể nghĩ ra được kế hoạch đó thật đáng để suy ngẫm video đến đây là kết thúc cảm ơn các bạn quan tâm và theo dõi và hy vọng các bạn sẽ yêu thích video của mình các bạn có thể ấn vào nút đăng ký cũng như chuông để nhận được thông báo video tiếp theo một cách nhanh nhất mình xin chân thành cảm ơn